Mấy con giun nhìn nó bò lúc nhúc thấy ghê vậy đó, nhưng đống này mà lấy làm mồi câu cá là chuẩn bài luôn. Ra ngoài này đào gì kiếm gì đó tới. Đào dạng trùng vô cắm câu chị ơi. Trời, chỗ này đào có không vậy trời? Có được mấy con rồi nè. Trời, hay vậy. Ừ. Em à, bây giờ khi nghe ai đó nói về quê cắm câu, nhiều người sẽ hiểu theo nghĩa bóng rằng là người đó thất nghiệp, bỏ thành phố về giường để mà cắm câu sinh sống. Điều này cũng đồng nghĩa với cuộc đời của người đó đã xuống dốc, xuống tới chỗ tận cùng, không còn chỗ nào để xuống nữa nên phải về quê để cắm câu. Nhưng mà nếu hiểu cắm câu theo nghĩa đen, thì đó cũng là việc làm mang lại nguồn thu nhập phụ, góp vào kinh tế gia đình hay ít ra cũng tăng cường bữa ăn đối với các gia đình nông thôn bây giờ đó. Nay Phúc với thằng em đào được mớ trùng để làm mồi đi cắm câu, mà lâu lắm rồi Phúc mới được cắm câu lại kiểu này á. Hồi đó thì đi với cha với mẹ hoài hà, vì hồi nhỏ đi cắm câu chủ yếu để trang trải bữa ăn ở trong nhà. Hồi đó cần câu cũng không phải chạy ra tiệm mua là có, mà thứ gì cũng phải tự tay làm hết á. Mấy bờ tre ở quanh nhà cứ lựa những gốc tre già thẳng là đốn vô để làm cần, rồi hì hột chẻ ra thành từng thanh nhỏ, dài cỡ 8 tấc đến 1 mét để vớt làm cần câu. Lúc trước đi với cha thì Phúc hay đi ban đêm á, hoặc là đi cắm lúc trời còn chạng vạng tối. Còn giờ thì trời lâm râm rồi, cá nó cũng đi kiếm ăn á, cho nên hai chị em Phúc cũng tranh thủ móc mồi rồi đi ra sau hè cắm luôn. Hồi đó cá còn nhiều lắm, vì lúa cấy một vụ mùa và không có xịt thuốc sâu hay là diệt gầy nhiều như bây giờ. Nay hai chị em Phúc đào được có mấy con trùng hà, nên giờ mình cắm thử vòng vòng 10 cần rồi sáng mình đi thăm câu sớm nha. Có ai không kết quả với Phúc không nè? Ngày mai mấy giờ đi thăm tới? Chắc khoảng 5 giờ chị ơi, 5-6 giờ sáng. Ừ, giờ mưa sáng đi thăm sớm, để không thôi người ta thăm. Không biết dính không á.